Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A. Đó chính là chiếc xe Kia Morning này, quý bạn nhé. Kia Morning, chiếc xe Kia Morning này ở cái phiên bản Kia Morning S. Phiên bản S là cái phiên bản cao cấp nhất của chiếc xe Kia Morning, quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu đăng ký từ năm 2019, quý bạn nhé. Chiếc xe này đã được lên form 2019 rồi, quý bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh đúng 4.3 km, chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn 4.3 km, quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này là chúng tôi mua của một bạn nữ công chức viên đi làm, cho nên là bạn ấy chạy rất là ít và rất là đẹp, chúng tôi không phải dọn dẹp gì đâu. Chiếc xe này mua về như nào là tôi quay tôi bán như thế vậy luôn, các bạn ạ, không phải dọn dẹp gì cả. Nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều và một số vài điểm nó xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi, quý bạn nhé. Cho nên là tôi để nguyên, tí nữa tôi sẽ chỉ cho quý vị các bạn những chỗ nào mà nó còn nguyên như thế nào, các bạn nhé. Và nội thất bên trong rất là mới, rất là đẹp, nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông, quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 359 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi là quý vị và các bạn có thể nhận chiếc xe này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning S 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning S 2019, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Morning phiên bản S 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Đấy, chiếc xe này là chủ xe mua từ 2019 các bạn nhé, tháng 1 năm 2019, ngày 24 tháng 1 năm 2019 đấy quý bạn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 359 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc Kia Morning phiên bản S 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.